Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi tô màu. Video của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể bấm like, share, subscribe. Còn các bạn không bấm thì thôi kệ các bạn. Tô màu toàn cho các bạn. Số tí nữa nó lại tan hết sạch bây giờ. Không biết đang làm gì đấy. Mẹ nó lại mất cái nồi rồi mẹ ơi. Mất cái nồi thôi bấm tay đi. Bấm xe cho đỡ phải chờ ấy cho xe. Rồi. Quay người bên phải lại. Đâu cũng chưa mà. Câu sau tí mẹ kia đi ngồi. Em có làm gì để mọi người biết? Thôi, khó chịu quá. Anh nó có làm gì đâu. Không, khó chịu. Rồi, cứ kéo cái tiện hơn nhiều. Nói đến rồi thì còn nhấn mạnh nữa. Bố chị gọi em thế đấy. Đấy. Chả biết giờ cũng chửi.
Vậy là mình đã tâm một xong. Bé. Hai. Anh sáu giờ rồi. Mấy giờ? Em cũng giống như cái thằng vừa nãy. Năm giờ, đã phải sáu giờ. Năm giờ năm ba thì đi về. Ờ, thế cũng được. Mình sẽ đi lấy điện thoại. Thì kệ gì liên quan gì đến em. Đấy tí nữa chỗ ăn sắt của bản quyền anh đâu mai mai anh quyết hỏi làm kiểu gì đấy mà sao lại bị bản quyền âm nhạc thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các. Sau em cứ phát đèn điện cúng. Từ con trước. Sau đó mình trang trí và đến từ rùa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn, hôm nay mình sẽ đi tô màu này, bây giờ mình sẽ bắt đầu tô. Trang trí lại phần cuối.